vợ của bà Năm Hữu Quốc mà. Bà Năm. Đó, vợ của ông Năm Hữu Quốc mà. Đó, đại diện ông Năm Hữu Quốc, đại diện ông Năm Hữu Quốc giới thiệu hai đứa con. Một đứa là con của ông Năm, một đứa con của bà Năm. Rồi, bây giờ tôi sẽ trả không khí bình an lại cho hai anh, và hai anh muốn nói gì nói, và hai anh chia sẻ, và hai anh có muốn hát chung hay không về cải lương. Đại khái tôi làm mẹ, còn ông Năm Hữu Quốc làm ba. Vậy đó. Rồi, tự động đi. Hát đi, cường em tự chơi nha. Đó. Rồi hai đứa tự làm lại. Thanh. Con xin dạ, chào cả nhà. Anh em con bây giờ đang tự kỷ. Sao của em sáng vậy? Chắc anh chưa có ăn sáng rồi. Em sáng rồi nè. Nè, khỏe không ta? Không. Chắc tại ngược hướng bầu trời. Bầu trời bên đây nè. À đúng rồi. Không mà của em nhỏ hơn á. Thì em đâu biết. Chính màu coi. Rồi không nản bả. Sao vậy? Sao đây sáng hơn? Vô livestream luôn nè. Sao? Mấy bữa nay em đi hát nhiều không? Em cũng đi hát ít để cho học nhiều. Ngồi xuống livestream luôn nè. Anh ghim cưng rồi. Mắc mới gì ghim? Ngồi cho ta coi thôi chứ không nói gì hả? Từ kỹ thôi chứ. Dạ em đang ở nhà thờ tổ. Mọi người có rảnh hay là gì đó thì ghé qua nhà thờ tổ sẽ có hai bọn con. Có người gọi ba nè. London Anh, Vương quốc Anh. Có Nguyễn Văn Cường luôn sao? Đổi tên anh luôn rồi kìa. Có Nguyễn Văn Cường luôn sao? Sao đổi tên con vậy? Gì tiếng Anh ơi? Nghe gì nói? Nói gì hồi đó. Thấy ghê quá. Ta kêu rồi đừng có ghẹo. Anh ghẹo tôi. Lực nổi quá. Ai ghẹo? Ôi. Ai ghẹo? Hỏi lại ai ghẹo? Dạ có này con học được. Chú hả? Ai là chú? Nổi quá. Ba em. Dạ anh. Anh hai. Ủa sao? Anh hai thì bự mà sao em thì chút ấy. Bạn ơi, bạn đâu rồi? Nói gì hai đứa nói gì vậy? Mặt em bị tối á. Như là ngược hướng mặt trời á, sao bên đây sáng quá vậy? Bên này hình như mẹ đẹp hơn á, bên Quách Phú Thành mẹ đẹp hơn là bên Hồ Văn Cường. Tại Hồ Văn Cường lúc nào cũng dìm hàng của mẹ. Ủa? Sao chỉnh hết rồi mà? Sao? Nói như vậy á, bây giờ nó mới chỉnh lại nè. Chứ không là nó dìm hàng nó mẹ. Nó vẫn tối. Bên đây vẫn sáng. Nè, nó đẹp nè. Thấy chưa? Không phải tối đâu. Chào cả nhà. Trời tối luôn. Tối là chui hà. Chỗ nào đẹp thì mình nhào vô. Sao bên đây sáng quá vậy? Chắc cái phone của con chỉnh làm sao. Để con đâu, nó đâu có chỉnh đâu ta. Nhưng mà tùy theo mỗi người coi. Nóng quá cửa giờ làm sao ta. Mày cởi áo ra đi. Mày đập con bây giờ. Để có áo ở trong mà. Con đừng có làm không. Sao con biết một áo trong? Áo mẹ mỏng lắm luôn. Thì mẹ mới mặc lót ở trong. Trời ơi, quay livestream mà nói vậy chết rồi. Ờ ha. Hồ Văn Cường nó kêu mẹ nó cởi áo ra đi. Mẹ đẹp kìa. Cảm ơn. Chỉ có fan mới khen mẹ đẹp cho con là không bao giờ. Ủa thì con nó mới nhận xét tận tâm chứ. Nè. Dán đứng bến tre. À, bà, dạ.
gốc dừa nè. Chụp lại đi cả nhà, sao lùn quá vậy? Có mới quay mẹ sao cho mẹ đứng gốc à? Đây đây, quay từ dưới lên trên đó. Ai đứng như bông dừa tóc dài bay trong gió. Có phân kìa. Có phải người con đó? Ôi sao quay lúc này lùn quá vậy? Lùn thiệt. Con làm sao nói về con lùn? Con phải quay, con quay cao. Này con quay cái chân nè. Con quay từ dưới lên cái chân. Con quay về mẹ lùn. Mẹ mẹ thật sự là mẹ cũng cao lắm chứ không phải là mẹ thấp. Cao ghê, yeah. Nhờ có đôi gứa mà cao được mấy tấc. Mẹ bóng dáng đâu lùn lùn mập mập tròn tròn dễ thương mà. Đây làm cho mẹ đứng nãy giờ thôi. Người phụ nữ gì đẹp không? Đẹp không? Đẹp không? Đẹp không? Đẹp không? Kêu ông Năm Hữu Quốc ra đây coi. Chị em xin tấm hình ai vậy hả? Này đứng trên dừa em chụp sao mà cho chị cao nha. Chứ còn mấy đứa này nãy giờ là nó gì chị rất là lùn. Nhìn mẹ có một khúc luôn á mẹ. Vậy phải kéo chân nè đúng không chú? Chặt mẹ ra đi rồi kéo. Đó thấy chưa? Chặt. Con mới lớn chụp hình nè con. Ủa bên đây nhìn đẹp không? Thôi được rồi con, được rồi. Chụp hai nhóc này nè. Chụp chung luôn, chụp chung luôn. Chụp chung luôn không con? Bỏ cái đó xuống một chút xíu đi rồi mình chụp một cái. Sao lên con? Để coi cảnh. Đâu đâu đâu. Ra đi rồi mày cao lên. Trời ơi, toàn là thứ dữ. Có cảnh lạ cho cả nhà. Con đi đi vòng vòng đi coi cho cả nhà coi cái đền. Đây cái đền của đây là đền của bác Hoàng Linh. Đây là đền của bố con. Ôi, bố đền thật là đẹp. Chà bá. Chập rồi chưa? Bự chà bá luôn. Hôm nay mọi người đến rất là đông. Trong đó có hai anh em con. Con chào má. Dạ con đi với ông Long. Cái thằng này nó là ai? Nó là ai? Nó là thằng gì hả? Xong rồi nắm đầu quánh trả lời liền. Trả lời liền. Thằng này là thằng gì? Dạ con là Quách Phú Thành. Con từ trên trời con rớt xuống. Ok. Ông Năm đâu? Dạ ông Năm con biết cô Hằng. Dạ hả? Dạ. Chị Phi Nhung. Em lớn vậy. Lâu quá rồi chị mới gặp em nên chị thấy em lớn quá. Ba tèo đâu rồi ta? Đây là hình ảnh ngôi đền rất là đẹp. Nữa rồi lâu quá rồi mới gặp em nàng bên này nó lớn quá giọng đâu có ra. Đây này vô cái góc vườn cái trống gió anh cường. Ai đứng bên góc dừa nữa kìa. Sao thấy mày mự quá nó chỉnh hết được luôn rồi. Ai đứng bên góc dừa. Người phụ nữ. Trời, nhìn má ai kia tạo kiểu xấu. Đó má ai tạo đi đó gà gán đứng góc. Ai đứng như góc dừa. Tóc dài bay trong gió. Lên cao chứ. Có phải người con gái, người con ngầu. Gái dáng đứng bến tre. Nè nhìn ngầu không? Nhìn ngầu. Ơi, lâu gặp trời ơi, trời ơi, sao con ơi, gì quá vậy? Nói chuyện em lùng quá. Lâu gặp Nhung quá. Chuyện nào đi Đài Loan.
như là cuối tuần cuối tuần tết rồi. Đi nữa chị gọi bà Thành đi. Ai trời, bây giờ bà đang ở đây nè, bà đang ở các bạn à, mình đừng có đi, để mình nói chuyện làm ăn làm của mình ăn chút nha các bạn nha. Rồi mình đi đi đi. Anh tóm gọn này nó đi nó quá hay le lưỡi đây nhá, thằng Hường Văn Cồ chứ không phải một khán giả đâu nghe, mọi người đó nghe Hường Văn Cồ chứ lại gì Quách Phú Thành, Quách tên mà tên tộc nó chứ. Đẹp ở bên Trung Quốc hình như có Quách Phú Thành nữa. Có thì đó. Thì hồi lúc giới thiệu nó ra là má hai là ấn tượng cái tên đó rồi đó. Bởi vậy má hai mới vô, má hai nhập gia, má hai mới quýnh con ta người táo bạo như vậy đó. Thì thấy để 13 tay tháng 10 đến 17 tay tháng 10. Đúng rồi. Bây giờ em nhắn tin bà đang ở đây. Không nữa. Nhắn tin cho đó. Siêu mẫu rồi cho em. Mà đây nè. Nhưng mà cái này đi em đi là đi cho chùa rầu chứ sao phải không? Dạ. Rồi đã có một tay. Mâm bằng ăn. Em sẽ liên lạc với nè, có anh đẹp hơn nè. Hồi nãy em mới bấm luôn á, đây đúng không? Ừ, đúng rồi. Đúng không? Không, đúng rồi. Ảnh đâu ảnh đi. Ôi, ôi, đâu rồi đây. Đây. Ồ, mà. Đâu rồi. Này đúng không? Đúng rồi. Tiên giáng trần. Hai nàng tiên. Xô. Giới thiệu cái sản phẩm của sáng em đi chùa Nghệ Sĩ. Không phải như kìa. Anh đây chị kìa. Cái thờ cổ của mấy cô chú Nghệ Sĩ. Nguyễn Chí Thanh chị ăn một chập hai lần hai xô. Sướng quá mà. Tiên nữ giáng trần. Trời ơi, thôi chết rồi, hai đứa đây là má hai nè. Con ăn cái gì mà mình mẩy của con là thôi. Che cái mặt vậy. Đây đó anh quay cho. Đây. Đây. Cô bé nhỏ nhắn. Chóng mặt quá. Nhưng bên đây nhiều bên đây nó ốm rồi. Giờ giống mà tèo. Bên đây, cái đít giống mà tèo nhiều quá. Mẹ Nhung. Má hai đứng dùng con vài góc dừa. Tiên nữ giáng trần ngay góc dừa nè. Hai tiên nữ. Chưa để lên trời chứ. Để đó đẹp quá nè. 1 2 3 Hôm nay là ngày. Rồi xuống đất. Rồi lên trời. Hai nàng tiên. Xuống. Hai nàng tiên nữ của chúng em. À cái này chân mày ca đường khúc nè. Con nè. Mẹ ca luôn con lắm nè. Nhờ guốc cái mẹ. Ai đừng lửa rồi đó. Cái này có người kêu. Tự đứng mình đi. Trời ơi, hai đứa này nó gì mà bà già chết đi được. Mẹ cũng trẻ lắm, mẹ vẫn còn đẹp được nha. Học gì mẹ không được đâu. Bộ đồ này sẽ thuộc về tôi. Cứ thuộc về hoài mong chị vô nhà lấy đi rồi cứ thuộc hoài. Rồi đi nè. À đây đưa mặt anh quay cho. Không. Nó kỳ vậy. Trò chơi quay lén. Không. Trò chơi quay lén. Anh buông ra. Đó, thấy chưa? Thấy cái mặt của anh đâu. Đây. Ôi, mưa rồi. Giờ hiện tại đang là 21 độ C. Trời thì đang raining. Mưa đó, đang mưa. Cho nên là chúng tôi sẽ đi vào bên trong. Đây này, coi cá đi. Coi cá lần nào chưa? Chắc em rồi. Em coi rồi. Anh đi coi mấy lần luôn đúng không? Giang đứng của bến tre. Năm nay không á, lớp 7 rồi. Học lớp mấy rồi? Lớp 9 rồi. Ờ trời ơi. Thì ra anh mới lớn hơn đó.
nước tràn bờ đê, tràn bờ đê tan thương khắp một miền. Dạ hôm nay con có đi học. Đây, đây là những bé cá thân xương. Con đò cầm rồi, tôi nhẹ. Không. Người xưa đâu? Con đèn rồi. Bữa Linh đặt cho ông Thạnh con rồi. Ai đi con? Con cắn bạc đen gì đó. Này đúng không? Có nhất ta. Chắc thằng ở đây hết con rồi. Vậy bây giờ con sẽ kết thúc livestream. Mọi người nhớ nhăn ngắm cá nha. Con tắt livestream. Bye bye.